One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn 2DS, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng thứ hai ngày 5 tháng 2. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua các diễn biến vừa xảy ra trong ngày hôm qua tại Ukraine. Như chúng ta đã cùng thảo luận trong bản cập nhật lần trước, Vương quốc Anh đang có ý định triển khai lực lượng quân sự của đất nước này đến khu vực bờ Tây sông Dnipro, hoặc ít nhất là vùng lãnh thổ phía Tây, lãnh thổ Ukraine. Đối với nước Anh thì mọi thứ có vẻ như vẫn đang ổn, nhưng đối với các đồng minh thì dường như không là như vậy. Ví dụ như trong hôm qua, ngay khi có tin tức này thì Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã gọi bán đảo Crimea là lãnh thổ của Liên bang Nga. Đây không phải là một video được dàn dựng bằng deepfake, mà chính xác ông Andrzej Duda đã nói như vậy. Xét theo khía cạnh lịch sử thì đúng là Crimea nằm dưới quyền kiểm soát của Liên bang Nga lâu hơn là so với Ukraine. Vậy đây là rõ ràng là một hành động quay lưng với Kiev. Nếu các quốc gia lân cận cũng làm điều này thì chắc chắn việc một chiến dịch của Vương quốc Anh được thực hiện trên lãnh thổ Ukraine sẽ hoàn toàn là viển vông. Đối với Ukraine, hiện tại thì cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra. Ví dụ như trong video này, chỉ huy lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 118 kêu gọi chính quyền bắt giữ kẻ trốn quân dịch và chống lại các nhà tuyển quân bằng cách bắn vào đầu gối của họ. Theo ông, lực lượng Ukraine sẽ không thể tồn tại trên chiến trường nếu không thực hiện các biện pháp như vậy. Vậy đây là cách tiếp cận của một trong những chỉ huy thực sự trên chiến trường. Mình không chắc rằng nó thực sự sẽ đem lại hiệu quả trong việc đánh bại người Nga, thậm chí có thể khiến cho tình hình hiện tại của quân đội Ukraine tồi tệ hơn nữa. Một quan điểm đến từ một vị chỉ huy khác, ông cho rằng quân đội Nga hoàn toàn có thể tổ chức một đợt tấn công nhắm vào Kiev nếu như họ tiến hành tập hợp lực lượng ngay bây giờ, và quả thực họ đang làm như vậy. Có một điều mà bạn cần phải hiểu là những vị chỉ huy này lúc nào cũng ở trên mây. Ý của mình là họ không thực sự nắm được rõ ràng tình hình hiện tại ở chiến trường như các binh lính. Tờ Spiegel gần đây đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với một binh lính Ukraine tham gia trực tiếp vào các trận đánh ở tiền tuyến. Và anh ta chia sẻ rằng, chúng tôi phải chia sẻ chiến hào cùng với các xác chết với trong khoảng 100 người thuộc một đại đội. Chỉ có 20 người là có khả năng tiếp tục chiến đấu, 80 người còn lại hoặc là bị thương nặng hoặc là đã chết. Như bạn có thể thấy, anh chàng này không nói về những điều quá xa vời như là quân đội Vương quốc Anh tiến vào lãnh thổ Ukraine, bán đảo Crimea là của Nga hay Ukraine. Cũng không nói về khả năng của một đợt tấn công thứ hai nhắm vào Kiev. Và tất nhiên, cũng chẳng đả động gì đến việc bắn vào đầu gối của những người dân bình thường. Đang có một cuộc sống bình thường ở một nơi bình thường, chứ không phải là những nơi địa ngục trần gian như Crimea. Điều duy nhất mà anh ta nhắc đến là lực lượng của mình phải chia sẻ chiến hào với các xác chết. Đây chính là hiện thực. Quay trở lại với các tin tức trên chiến trường, xuất phát ở mặt trận Kherson, cụ thể là Crimea. Chúng ta nhận được một video mà khi mình xem, mình không chỉ sốc mà còn khá kinh ngạc về nó. Video này được đăng tải từ phía quân đội Nga, không phải được sử dụng cho mục đích truyền thông, cho thấy hoạt động vận hành hệ thống pháo binh cũng như xe tăng của họ từ những vị trí ẩn nấp. Nếu như bạn chưa biết, đôi khi bạn có thể triển khai xe tăng ở bên trong rừng. Và mặc dù không thể thấy rõ mục tiêu, nhưng bạn vẫn có thể bắn chúng vì dựa vào tọa độ được một bên khác hoặc là máy bay không người lái cung cấp. Vậy bạn có thể hỏi, thế video này thì có gì mà đặc biệt? Việc chiếc xe tăng này ná đạn từ một vị trí ẩn nấp thì tất nhiên không có gì đáng chú ý. Cái đáng chú ý ở đây chính là mục tiêu mà nó nhắm đến. Hãy cùng đợi một chút để video này chuyển cảnh quay. Như bạn có thể thấy, đây chính là một chiếc xà lan rất lớn của quân đội Ukraine ở sông Dnipro. Và chiếc xe tăng của quân đội Nga đang tấn công vào chiếc xà lan này. Video này đã được xác minh vị trí và chiếc xà lan lúc bị tấn công thì nó đang nằm ở đây trên hệ thống bản đồ. Nó đã được củng cố lại vì dù đã bị ná đạn vào một vài lần nhưng vẫn không hề hấn gì. Hơn nữa là quân đội Nga không cho chúng ta thấy kết quả của đợt công kích nên khả năng cao chiếc xà lan này vẫn còn nguyên vẹn. Vậy đây chính là chiến thuật mới của quân đội Ukraine. Nhận thấy việc sử dụng thuyền nhỏ để vượt sông một cách nhanh chóng đã không còn hiệu quả do quân đội Nga luôn luôn kiểm soát toàn bộ khu vực này bằng máy bay không người lái. Nếu như 100 chiếc thuyền thì chỉ có khoảng 20 chiếc thành công cập bờ mà thôi, còn 80 chiếc còn lại sẽ bị phá hủy. Do đó, người Ukraine giờ đã quyết định vượt sông bằng cách sử dụng xà lan với kích thước rất lớn và được củng cố lại để có khả năng chịu đựng tốt hơn. Đây là điều quan trọng đầu tiên mà chúng ta cần chú ý. Chắc chắn trong thời gian tới thì quân đội Ukraine vẫn sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật này nhằm đưa quân binh của họ từ bờ bên này sang bờ bên kia. Điều quan trọng thứ hai, nếu như bạn còn nhớ thì cách đây vài hôm, chúng ta đã cùng thảo luận về một video cho thấy một cuộc đụng độ tầm gần giữa binh lính của cả hai phe ở ngay vị trí này. Lúc đó mình đã nói rằng
Vậy có khả năng quân đội Ukraine đã thiết lập được một cứ điểm phòng thủ nữa ở đây, nằm dịch một chút về phía đông nam so với khu định cư gốc của họ. Tuy nhiên, đến giờ thì chúng ta vẫn chưa xác minh được điều này do chưa có video nào mới tại đây được đưa lên. Hãy cùng để ý, vị trí mà chiếc xà lan kia được xác định nằm rất gần vị trí được xác minh của video này. Nó ở rất gần nhánh sông nhỏ dẫn về sông Kozachelaherska-Kolga. Tức là khả năng cao quân đội Ukraine đang có một cung đường hậu cần như thế này để tiếp cận vào khu định cư. Tổng kết lại, chỉ trong vòng 3 ngày mà chúng ta nhận được hai video rất lạ. Một video thì cho thấy quân đội Ukraine có vẻ đã thiết lập được một cứ điểm phòng thủ mới ở Krimki. Video còn lại thì cho thấy một chiếc xà lan được củng cố có vẻ như là để chở quân binh tiếp cận vào vùng kiểm soát của người Nga. Mình sẽ không đưa ra bất kỳ kết luận nào, mình chỉ muốn nói rằng khu vực này đang bị bao phủ bởi sương mù chiến tranh. Do đó chúng ta sẽ cần tiếp tục chờ đợi những thông tin mới để có thể hiểu rõ tình hình tại mặt trận này. Quay trở lại với cứ điểm gốc của quân đội Ukraine tại Krimki, chúng ta nhận được các video mới nhưng nội dung thì vẫn như cũ. Cả hai phe sử dụng máy bay không người lái tấn công vào nhau trong cả ban đêm lẫn ban ngày. Ở nhánh sông nhỏ chảy về đây cũng có một video nữa được đưa lên với nội dung là những nỗ lực tiếp theo trong việc đưa quân binh vượt sông của quân đội Ukraine. Nhưng một lần nữa, đa số đã bị tiêu diệt. Đối với thuyền nhỏ thì người Ukraine thường sẽ di chuyển theo một tuyến sông như thế này. Nhưng có vẻ như là hiện giờ họ đã tìm ra thêm một cách khác. Di chuyển đến Zaporizhia, quân đội Nga bất ngờ tăng cường các hoạt động quân sự của họ tại Kamianske và Stepove. Khi chúng ta nhận được hai video cho thấy những đợt công kích bằng máy bay không người lái của họ nhắm vào quân đội Ukraine. Vậy có thể người Nga đang có ý định kích hoạt một chiến dịch mới ở mặt trận này. Tại Robotyne và Verbove thì không có tin tức gì quá đáng chú ý. Vẫn chỉ là các đợt tấn công bằng máy bay không người lái thông thường của cả hai phe. Đến với mặt trận Nam Donetsk, như chúng ta đã cùng thảo luận trong bản cập nhật lần trước, với việc quân đội Nga chiếm đóng được 3 trên 4 cứ điểm phòng thủ ở mặt trận phía bắc Novomykhailivka và thiết lập quyền kiểm soát bằng máy bay không người lái dọc theo đường kẻ mình đang vẽ ra, thì hiện giờ quân đội Ukraine đến cơ hội để tổ chức một đợt phản công về phía bắc cũng chẳng còn. Đối với các tin tức mới, chúng ta lần đầu tiên nhận được một video ở trận địa này. Và đây là lực lượng kỹ sư của quân đội Nga đang tiến hành dọn dẹp các bãi mìn ở phạm vi xung quanh. Có một điều mà bạn cần phải hiểu là lực lượng kỹ sư sẽ cách các lực lượng tấn công một khoảng tương đối xa. Tức là nếu như họ đang có mặt ở trận địa này để đảm bảo an toàn cho toàn bộ khu vực, thì chắc là các đơn vị chính của quân đội Nga đang phải ở đâu đó, có hai cứ điểm phòng thủ tại hàng cây này để tiếp tục dẫn sâu hơn nữa. Vậy người Nga đang ngày càng tiến gần về Novomykhailivka từ hướng Bắc, và sớm thôi họ sẽ kích hoạt các đợt đẩy trực diện như chúng ta đã cùng thảo luận trong suốt thời gian vừa qua. Một video khác ở mặt trận này, đầu tiên là ở khu vực lân cận Maximilianivka, quân đội Nga sử dụng UAV cảm tử Lancet thành công phá hủy hệ thống pháo binh của Ukraine. Ở Herivka thì họ tiếp tục quá trình dọn dẹp khu định cư này bằng máy bay không người lái. Còn ở Krasnohorivka thì các đợt pháo kích nhắm vào vị trí của quân binh Ukraine, nội dung của chúng thì không có gì đặc biệt. Nhưng chúng ta có thể nhận thấy rằng người Nga vẫn đang tiếp tục thực hiện chiến dịch của họ và duy trì áp lực. Di chuyển đến Adiska, mình đã cập nhật lại hệ thống bản đồ ở khu vực căn cứ phòng không cũ. Sau khi xem video này, đây là một chiếc thiết giáp đang được quân đội Ukraine giấu ở bên trong một căn hầm, nhưng đã bị quân đội Nga phát hiện và tấn công vào nó bằng máy bay không người lái. Vậy toàn bộ căn cứ phòng không này, hoặc ít nhất là phần phía bắc của nó, hiện đang nằm trong quyền kiểm soát của người Ukraine. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cần phải lùi thời gian về đầu tháng 1. Có tương đối nhiều video được đưa lên xung quanh và hãy bắt đầu công kích với video ở phía nam. Quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái để công kích vào một dãy chiến hào đang được rất nhiều quân binh Nga ẩn nấp bên trong. Khả năng họ chính là những nhóm tấn công. Video thứ hai nằm ở phía đông căn cứ phòng không, được đăng tải bởi lữ đoàn cơ giới hóa số 110. Họ sử dụng máy bay không người lái để thả lựu đạn vào một chiếc thiết giáp đã bị quân đội Nga bỏ lại nhằm phá hủy nó. Ở phía bắc thì có hai video mà chúng ta đã cùng thảo luận trong hôm qua. Người Nga sử dụng hệ thống nhiệt áp hạng nặng TOS dội hỏa lực nặng nề vào khu vực này. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của tên lửa đa phóng. Hiện tại thì đây là khu vực tập hợp lực lượng chính của quân đội Ukraine để họ đưa về căn cứ phòng không. Video còn lại cũng cho ta thấy những nội dung tương tự. Vậy ta đã có thể đưa ra kết luận, quân đội Nga hiện đang thiết lập được những quyền kiểm soát nhất định ở mạn sườn phía tây, căn cứ phòng không. Ở vị trí đông cũng là như vậy. Với các đợt dội hỏa lực nhắm vào khu vực phía bắc thì khả năng cao trong thời gian tới họ sẽ tổ chức những đợt tấn công trực diện nhắm vào khu định cư này, đồng thời là hai mũi tấn công nữa từ phía tây và phía đông để có thể hoàn toàn bao vây căn cứ phòng không. Đến lúc đó thì quân đội Ukraine sẽ bị dồn nén và mắc kẹt ở đây mà không thể rút lui về bất kỳ khu vực nào khác. Đây chính là trận địa đầu tiên bị bao vây, và hãy cùng chờ đợi xem mọi thứ sẽ chuyển biến như thế nào.
đối với các khu vực trung tâm của đội Nga một lần nữa đưa lên video cho thấy các đợt đánh bom của họ vào khu vực này. Như mình đã nói trong bản cập nhật lần trước, đây là khu vực giao lộ của các tuyến đường hậu cần mà quân đội Ukraine còn sót lại ở Odessa. Từ đây, họ có thể điều động quân binh về rất nhiều nơi. Không chỉ là đến căn cứ phòng không mà còn đến các con phố ở phía nam cũng như phía đông. Quân đội Nga cũng đã nhận được điều quan trọng này và suốt những ngày vừa qua, họ đã và đang liên tục dồn hỏa lực vào đây nhằm giảm thiểu các hoạt động điều phối của kẻ địch. Chúng ta còn có một video nữa cho thấy các đợt pháo kích của quân đội Nga nhắm vào trạm bơm nước, xác minh rằng họ cũng đang có ý định tổ chức một đợt tấn công trực diện nhắm vào đó. Các tin tức đáng chú ý nhất đến từ đây, nếu như bạn còn nhớ thì trong những ngày vừa qua, quân đội Nga đã thành công mở rộng phạm vi kiểm soát của họ lên thêm một vùng rất sâu như thế này và chính thức đặt những bước chân đầu tiên vào khu vực trung tâm Odessa. Mình cũng đã đưa ra những nhận định của mình và cho rằng mục tiêu tiếp theo của người Nga sẽ là chiếm thêm một vùng lãnh thổ như thế này để họ có thể tiếp cận tuyến đường dày. Và lúc đó thì trận chiến tại Odessa sẽ có thể coi là chấm dứt với phần thắng nghiêng về đội Nga. Sau đó thì mình có đề cập thêm rằng chúng ta hãy cùng chờ đợi xem có video nào được đưa lên ở khu vực mà mình vạch ra hay không. Để tự củng cố thêm cho luận điểm của chính mình thì đúng là như vậy khi trong hôm nay chúng ta đã có được một video mới ở đây. Nó cho thấy quân đội Nga tiến hành những đợt công kích bằng máy bay không người lái nhắm vào các tòa nhà này. Dựa theo giả thuyết của chúng ta thì khi đã dọn dẹp xong khu vực quanh đây, người Nga sẽ dịch chuyển hỏa lực của họ về xa hơn nữa theo hướng đông cho tới khi họ chạm được đến đường sắt. Phòng tuyến Ukraine lúc đó sẽ tự động sụp đổ và chúng ta sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng của trận chiến tại một trong những pháo đài kiên cố nhất mà quân đội Ukraine đang sở hữu. Di chuyển đến Bakhmut, cụ thể là ở khu vực nằm giữa Klitschka và Andriivka. Nếu như bạn còn nhớ, trong thời gian trước, quân đội Ukraine đã thực hiện một đợt phản công ở tuyến đường dây và thành công ép lùi quân Nga. Giờ thì người Nga đang muốn giành lại những gì mà họ đã để mất. Chúng ta có một video cho thấy máy bay không người lái Ukraine tiến hành các đợt công kích và nó đã xác minh quân đội Nga có được những bước tiến khá đáng kể. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể xem video này vì tính chất bạo lực do có quá nhiều thương vong. Video thứ hai cho mình thấy người Nga tổ chức vài đợt pháo kích có tổng cộng là 4 đợt và cả 4 đều đã được xác minh vị trí như mình đang thể hiện trên hệ thống bản đồ. Tức là quân đội Nga đang không chỉ nhắm vào các vị trí của quân binh Ukraine dọc theo đường dây mà là họ nhắm cả vào cung đường vận chuyển binh lực của Ukraine. Khả năng là quân đội Ukraine đang điều phối quân binh theo một tuyến đường như thế này. Tuy nhiên, hiện tại nó đã bị hỏa lực người Nga kiểm soát hoàn toàn mất rồi. Vì thế mình nghĩ sẽ không theo ngày mà chỉ theo giờ trước khi chúng ta nhận được các video xác nhận rằng người Nga kiểm soát lại toàn bộ vùng lãnh thổ của họ để mất trong thời gian trước. Video này thì chúng ta đã cùng thảo luận về nó trong bản cập nhật lần trước, được đăng lên từ phía quân đội Nga. Một chiếc máy bay của quân đội Ukraine đang tiến hành đào đất để tạo ra các rãnh chiến hào dọc theo con kênh thì đã bị UAV cảm tử Lancet lao vào và phá hủy. Đây là một video khá quan trọng và có một điều mà bạn cần hiểu. Người Ukraine vào khoảng tháng 8 tháng 9 năm ngoái, trong giai đoạn các cuộc giao tranh tại Odessa và Klitschka vẫn đang diễn ra ác liệt, họ không ngờ rằng có một ngày nọ họ phải rút lui về tận những khu định cư như Chasivka. Họ không ngờ rằng có một ngày quân Nga lại có thể khiến cho họ lùi sâu đến như vậy. Nhưng đến giờ thì người Nga đã ép cho họ buộc phải tin vào điều này. Thể hiện trên hệ thống bản đồ thì đây là dãy chiến hào mới mà quân đội Ukraine hiện đang xây dựng. Họ sẽ dùng nó để làm phòng tuyến ngăn, không cho quân đội Nga tiếp tục tiến sâu hơn trong thời gian tới. Đối với Ivanovka, biên đội Amas lại tiếp tục đưa lên video với nội dung là các đợt tấn công của họ nhắm vào khu định cư này. Ta cần phải chú ý rằng tần suất những video như thế này được đưa lên ngày một nhiều, tức là chiến dịch của quân đội Nga nhắm vào khu định cư này vẫn đang được diễn ra một cách rất trần trù và sớm thôi chúng ta sẽ nhận được những video đầu tiên ở bên trong khu định cư. Quân đội Nga vẫn chưa thể xuyên thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine tại tuyến đường sắt. Thế nhưng mình hiểu thì đây là hàng rào phòng thủ kiên cố nhất từ trước đến nay mà người Ukraine sở hữu. Họ có tới 4 cứ điểm ở đây, ngoài ra còn được hỗ trợ thêm bởi vô số rào chắn tự nhiên khiến cho người Nga đến giờ vẫn bất lực và họ không còn cách nào khác ngoài tấn công bằng máy bay không người lái. Chúng ta nhận được khá nhiều video mới ở mặt trận Sivers với nội dung là các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga nhắm trực tiếp vào thành phố Sivers cũng như Serapryanka. Những video này khá là quan trọng khi nó cho ta đoán được kế hoạch của người Nga trong thời gian tới. Như bạn có thể thấy, quân đội Nga đánh bom vào cả trung tâm khu định cư lẫn những phạm vi lân cận dòng sông Severodonetsk. Đường kẻ mình đang vạch ra chính là khu vực mà quân đội Ukraine tập trung lực lượng cũng như điều phối quân binh qua sông ngay cả khi họ di chuyển đến đây từ Severs. Đây cũng là con đường ngắn nhất để lực lượng Ukraine có thể tiếp cận cánh rừng ở Crimea.
Việc người Nga dồn nhiều hỏa lực vào cả các khu định cư lẫn dòng sông đồng nghĩa với việc mục tiêu của họ không chỉ là để tiêu hao quân đội Ukraine mà còn là để phá hủy các cây cầu phao, từ đó chia cắt lực lượng Ukraine đang trấn thủ ở khu vực mình đang vạch ra với phần còn lại. Ngoài ra, nó còn xác nhận rằng quân đội Nga sẽ đánh vào dòng sông Severodonetsk và mở rộng phạm vi kiểm soát của họ từ phía Bắc. Vậy tình hình tại mặt trận này có khả năng sẽ leo thang rất nhanh trong thời gian tới. Đối với các khu định cư lân cận dòng sông Zerebes như Tony và Yabolitska thì chúng ta không nhận được tin tức gì mới. Phải nhắc lại một lần nữa, quân đội Nga đang kiểm soát hoàn toàn các ngọn đồi ở khu vực này, đồng nghĩa với việc họ sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì trong việc sử dụng hỏa lực để phá hủy tất cả mọi thứ mà họ nhìn thấy. Như mình đã nói, quân đội Ukraine sẽ không thể giữ được Tony cũng như Yabolitska nếu như người Nga tiến sâu hơn. Vì thứ nhất là hai khu định cư này nằm ở vùng trũng. Thứ hai là quân đội Ukraine không có quá nhiều cung đường băng qua sông để họ có thể điều phối quân binh đến hai khu định cư nhằm hỗ trợ phòng thủ. Mình đã đếm chỉ có khoảng 4 đến 5 tuyến đường. Tuy nhiên, chúng rất hẹp, do đó quân đội Nga chỉ cần đơn giản là tiến thêm một vài km rồi sau đó kiểm soát chúng chỉ bằng máy bay không người lái và UAV cảm tử Lancet mà chưa cần đến pháo binh. Câu chuyện lúc đó sẽ kết thúc mà gần như không có bất kỳ sự chống trả nào đến từ phía quân đội Ukraine. Không có tin tức gì quá đáng chú ý ở tiền tuyến Kubian, mà chỉ có một video duy nhất cho thấy các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga tại khu vực lân cận Ivanivka. Di chuyển đến Vorchovka, chúng ta có một video khá đáng để tâm được đưa lên ở đây. Quân đội Nga sử dụng bom FAB-250 hoặc là FAB-500 tấn công vào một cứ điểm tập trung lực lượng của quân đội Ukraine. Xóa sổ hoàn toàn này khỏi hệ thống bản đồ của Google hay bất kỳ hệ thống bản đồ nào khác trên toàn thế giới. Những đợt tấn công như thế này không chỉ đơn giản là để tìm kiếm các lực lượng Ukraine hay phá hủy một hệ thống phòng không Patriot nào đó, mà đó chính là các đợt công kích không quân nhằm làm tiền đề cho việc kích hoạt chiến dịch mở vùng sung hoãn của quân đội Nga trong thời gian tới. Nếu như lùi về đầu tháng 1 thì bạn có thể hiểu rõ hơn mình đang nói gì. Đông Tây, Nam Bắc, bất kỳ hướng nào của khu định cư này đều bị hỏa lực của quân đội Nga nhắm tới. Thời gian họ phát động những đợt tấn công trực diện đang đến rất gần. Và Vorchan chính là mục tiêu đầu tiên của người Nga trong vùng sung hoãn của họ. Và đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.